Theo một thống kê của Hiệp hội Phát triển Ngoại thương Đài Loan Taitra, thì năm 2016 vừa qua, kim ngạch nhập khẩu máy công cụ từ Đài Loan và Việt Nam đã đạt đến con số gần 99 triệu đô la Mỹ. Kết quả này đưa Việt Nam trở thành thị trường đứng thứ 6 trong danh sách các quốc gia nhập khẩu nhiều nhất máy công cụ Đài Loan. Không thể phủ nhận một thực tế là ngành máy công cụ Đài Loan đã có những bước tiếp cận hiệu quả để dần trở thành cái tên quen thuộc tại thị trường Việt Nam trong nhiều năm trở lại đây. Tính đến năm 2016, Đài Loan đã trở thành nhà xuất khẩu máy công cụ lớn thứ 5 trên thế giới. Riêng tại Việt Nam, thống kê của Tổng cục Hải quan năm 2016 cho thấy kim ngạch nhập khẩu máy móc Đài Loan lên đến con số gần 1,3 tỷ đô la Mỹ. Đó là chưa kể, theo số liệu của công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Thăng, Đài Loan hiện đang chính là khu vực chiếm đến gần 40% tổng lượng máy công cụ nhập khẩu vào thị trường Việt Nam. Nhìn từ những thống kê kể trên, có thể nói thị trường Việt Nam đang dần được mở rộng về quy mô và ngày càng trở thành một điểm đến lý tưởng của những nhà cung cấp máy công cụ Đài Loan. Nhận định được chính Fairfriend, nhà sản xuất và cung ứng máy công cụ lớn thứ 3 toàn cầu đưa ra. Fairfriend hiện là tập đoàn sở hữu đến 98 công ty sản xuất trên toàn thế giới. Hiện tại, Fairfriend chưa phải là cái tên quá quen thuộc tại thị trường Việt Nam. Mặc dù chúng tôi là tập đoàn sản xuất máy công cụ lớn thứ 3 trên thế giới, tuy nhiên, sau khi theo dõi tiềm năng của Việt Nam thời gian qua, chúng tôi định hướng trong vòng tối đa là 3 năm tới, sẽ đẩy mạnh khâu tiếp thị cho thị trường Việt Nam. Thậm chí chúng tôi còn lên kế hoạch sẽ xây dựng nhà máy sản xuất tại Việt Nam bên cạnh những nước khác của châu Á mà chúng tôi có nhà máy hiện nay như là Hàn Quốc, Ấn Độ, v.v. Có nhiều lý do để các doanh nghiệp sản xuất máy công cụ Đài Loan tự tin thâm nhập và tạo chỗ đứng trên thị trường Việt Nam. Thứ nhất, ngành công nghiệp chế tạo máy công cụ của Đài Loan đã có một bề dày 60 năm kinh nghiệm, thừa hưởng những lợi thế từ việc hình thành những cụm công nghiệp nặng, sở hữu những tài năng chất lượng cao về ngành cơ khí và quan trọng hơn cả là vị trí địa lý của Đài Loan trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, cũng như sự phát triển vượt bậc của ngành công nghiệp máy tính tại đây đã hỗ trợ sự phát triển cho ngành sản xuất máy công cụ Đài Loan tốt nhất và nhanh nhất. Trong khi đó, Việt Nam lại là thị trường phải nhập khẩu đến 70% máy công cụ phục vụ sản xuất, với đa phần trong số đó là những chiếc máy dập, máy tiện phay CNC, máy gia công trung tâm, vốn đều được xem là thế mạnh của ngành máy công cụ Đài Loan. Chính vì vậy, Việt Nam trở thành thị trường lý tưởng của những nhà sản xuất máy công cụ Đài Loan. Tiếp cận cụ thể hơn những doanh nghiệp đang trực tiếp sử dụng máy công cụ Đài Loan tại Việt Nam, chúng tôi đã tìm đến Kiwa Industry để giải tỏa thắc mắc tại sao một công ty liên doanh Việt Nam, Nhật Bản lại sử dụng đến hơn 80% máy công cụ Đài Loan trong dây chuyền để gia công, sản xuất các chi tiết máy chính xác xuất sang các thị trường khó tính như Mỹ hay Nhật Bản. Năm 2008, chúng tôi mạnh dạn ý mà mua một vài máy đầu tiên của sản phẩm của máy của Đài Loan để chúng tôi chạy thử. Tuy nhiên quá trình trong thời gian vừa qua đã chứng minh là chất lượng máy móc của Đài Loan và đã đáp ứng được những yêu cầu nghiêm ngặt về sản phẩm của chúng tôi để chúng tôi xuất qua những sản phẩm chúng tôi được xuất qua thị trường của Nhật và Mỹ và đã được khách hàng chấp nhận. Thứ hai là nằm ở chỗ là giá cả cạnh tranh. Trên thực tế, những nhà sản xuất Đài Loan không chỉ giới hạn trong việc xuất khẩu ra nước ngoài những cỗ máy đơn thuần, mà việc mở rộng mảng dịch vụ để mang đến khách hàng những sản phẩm khác biệt hoặc có giá trị gia tăng cao cũng chính là một trong những điểm nhấn giúp máy công cụ Đài Loan dễ dàng chiếm lĩnh thị trường Việt Nam. Với chính sách chăm sóc khách hàng chu đáo này, từ nhiều năm nay, Banmari đã trở thành nhà sản xuất và cung ứng máy mài lớn nhất của Đài Loan vào thị trường Việt Nam. Thông thường thì công ty chúng tôi luôn có khoảng 20 kỹ sư là người Việt Nam. Họ có khoảng thời gian tối đa là 9 tháng để làm việc tại Pomeri cho đến khi thành thạo. Sau đó họ sẽ được gửi về các công ty đại diện của Pomeri tại Việt Nam để hỗ trợ dịch vụ hậu mãi chăm sóc khách hàng. Cứ hết đợt này sẽ tới đợt kỹ sư khác sang. Đó là cách mà chúng tôi mang đến dịch vụ chăm sóc tốt nhất và chính xác nhất dành cho khách hàng tại Việt Nam. Đây là một trong những chiếc máy mài thế hệ mới nhất của công ty Banmari, có khả năng tạo ra chi tiết máy chính xác với nhiều hình dạng khác nhau, chứ không chỉ mang hình tròn truyền thống. Sắp tới đây, tại triển lãm máy móc thiết bị MTA Việt Nam 2017, không chỉ riêng Banmari, rất nhiều nhà sản xuất máy công cụ hàng đầu Đài Loan
cũng sẽ giới thiệu những loại máy công cụ sở hữu công nghệ tiên tiến nhất nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường Việt Nam. Năm nay, MTA Việt Nam sẽ được diễn ra từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 7 sắp tới.